Bộ Quốc phòng Nga ngày 5 tháng 6 cho biết hai máy bay ném bom chiến lược của nước này đã thực hiện các chuyến bay định kỳ trên biển Na Uy và biển Barents. Theo Bộ Quốc phòng Nga, chuyến bay kéo dài 5 giờ ở ngoài khơi bờ biển phía bắc của Na Uy, quốc gia thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh chuyến bay được thực hiện tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về không phận quốc tế. Moscow thường xuyên điều máy bay ném bom tầm xa Tu-95, loại máy bay có khả năng mang tên lửa hạt nhân, thực hiện các chuyến bay định kỳ trên vùng biển quốc tế.